Tham dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Bến Cát, thành phố Bến Cát, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc cùng thầy và trò nhà trường kỳ vọng một năm học mới đạt nhiều kết quả cao. Năm học 2024-2025, trường Trung học phổ thông Bến Cát có 44 lớp với hơn 2.000 học sinh. Phát huy thành tích của năm học trước, nhà trường tiếp tục đổi mới hình thức nội dung thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, gắn việc học tập với rèn luyện đạo đức cho học sinh. Bên cạnh đó, trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tích hợp nhiều phương pháp giáo dục hiện đại, hướng tới giáo dục toàn diện, lấy học sinh làm trung tâm. Trong năm học này, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 là năm thứ 3 và là năm đầu tiên học sinh thứ 12 sẽ thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đòi hỏi sự cố gắng của thầy cô giáo. Với việc sự quyết tâm đó, tôi tin tưởng rằng trong năm học mới, trường sẽ đạt được nhiều kết quả chỉ tiêu đề ra, để góp phần giữ vững và phát huy thành tích chung của ngành giáo dục tỉnh nhà. Em rất là háo hức để được học ở đây, được gặp những người bạn mới, những người thầy cô sẽ đồng hành cùng với chúng em trong 3 năm học. Và vì vậy nên là em luôn tự hứa là sẽ cố gắng nỗ lực học tập thật là tốt để trở thành một học sinh gương mẫu. Năm học mới với niềm tin kỳ vọng mới, thầy và trò trường Trung học phổ thông Bến Cát cùng tiếp tục nỗ lực thực hiện phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tại lễ khai giảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Cát vận động trao tặng 28 phần học bổng tiếp sức đến trường, giúp học sinh khó khăn có điều kiện vươn lên, đạt kết quả cao trong học tập. Mỗi phần học bổng trị giá 2 triệu đồng. Trường Trung học phổ thông Bến Cát trao thưởng các học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024.